Thân ái kính chào tất cả anh em quay trở lại shop Vạn Năng. Em tên Sơn, số điện thoại của em là 0335172445, Zalo cũng là số trên. Trước hết thì em gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã từng xem kênh, mua hàng ủng hộ bên kênh của em. Thì hôm nay em có một số mặt hàng nội địa Nhật cũ muốn giới thiệu tới anh em vui lòng nghe rõ xem kỹ trước khi quyết định mua ha. Rồi anh em mua đơn hàng bên em thì từ 300 trở lên em bao ship, còn nếu như dưới 300 anh em vui lòng thanh toán tiền ship giùm em ha. Rồi ok, tiền ship thì tùy theo độ nặng nhẹ của sản phẩm. Cái bàn trà hôm nay, bàn trà này mắc 50 nha. Cái tay hơi lắc. Chị anh em fit cái tay này lại ha. Cái này anh em trà nhám là ngon luôn nha. Bàn này còn ngon. Bỏ nhám vô kẹp lại ha. Lò xo này là 7 ok nè. Rồi cái này đồ Nhật nha anh em. Rồi anh em xài trà nhám xả mặn rồi gì đó ngon lắm. Cái này 50 nha. Vậy anh em fit cái tay này cứng lại là xài ha. Rồi 50. Đục bê tông nha anh em. Đục bê tông này em bán cho anh em 200. Rồi mấy cái mũi này là 3 mũi nhọn với một mũi dẹp. Thì có mũi này là hai tấc, hơn hai tấc nè, còn có mấy mũi này là tặng là hai tấc rưỡi trở lên không à. Rồi 200k nha, đục Nhật hết toàn bộ nha anh em ha, mũi cứng, mũi này còn nhọn mới nè. 200k bộ này nha anh em, có một mũi da dẹp à. Rồi mã đục bê tông giùm em, chân 17 ly ha. Đó có để Makita nữa nè. Rồi ok nha, 200k 4 mũi. Bàn bào nha anh em, cái bàn bào tay 150. 150 nha anh em. Rồi ok, vào tay 150. Cái nhà đánh nhám bông cước nè, đó là mà nó là nhám ship nha. Đó, để anh em đánh ha. Rồi gắn vô cái này, chân này 6 ly nè. Rồi mũi này còn mới còn thèm nữa nè ha. Rồi giá bán 100k. Loại giống như nhám ship mà nó hình tròn nha anh em ha. 100k. Rồi tiếp theo thì tới cái 500 này là nó là chậm chiên lụm mấy cái mũ khoan, mũ vít, tại vì mà mình nhà có kẹt có đồ đó ha, nó gớt vô trong kẹt đó, thì mình lụm. Cái này là mũi 500 đất hiếm cho nên là cái này nó hết mạnh lắm nha. Đây. Rút ra cũng tương đối khá dài. Tương đối khá dài nha anh em. 8 tấc. Đó, cái này là cái cây cần nè. Cái cần mà em thấy hút em lôi nó quay đầu luôn ha. Đó, em lôi nó đi dù luôn nha. Đó. Đó đi dù luôn. Ha. Nè. Em để nó đây để cho anh em dễ thấy nha. Hút khá mạnh nha, lôi đi dù luôn. Đó, rồi cái này là em bán cho anh em là 250 nha. Dài 8 tấc. Rồi, 500. Tiếp theo thì tới cái mũi này là cái mũi lấy dấu nha. Mũi lấy dấu này bán 300 ha, bao ship. Lấy dấu 300 bao ship nha. Nhấn vô thì nó sẽ đóng lấy dấu thôi. Rồi, kêu lấy dấu tự động ha. Rồi, em bán 300 nha. Rồi, tiếp theo thì tới móc. Cái móc này em bán 100. Đó, móc này em bán 100 nha. Đây, bóp cái này vô thì mình mới mở ra được nha. Móc này nó gài ha. Rồi ok anh em, giá bán 100, anh em xài liên hệ em. Tiếp theo thì tới kéo nha. Kéo thì em bán cho anh em giá là 100 luôn, hai cây ha. Kéo 100, hai cây. Một cây kéo cắt giải nhỏ nha. Rồi một cái kéo bướm. Rồi lưỡi cũng còn, thấy cũng còn khá đó. Này cũng vậy nha. Đây, dĩ vật nè, thử cho anh em xem là con đứt hay nè. Đây, kéo bướm nè, đứt nha. Đó, chưa có mài chưa gì hết nha em, hàng bãi nguyên luôn ha. Rồi ok, hai cái đứt hết ha. Hai cây 100k, kéo mã 1 giùm em nha. Tiếp theo tới kéo mã 2. Kéo mã 2 330. Kéo mã 2 330 nha anh em. Cái này cái kéo các cành ha, có chữ đồ gì đầy đủ nha. Đây, kéo này 330 nha anh em, bảo ship luôn ha. Có chữ đầy đủ, lưỡi thép còn ngon lành nha, bén. À, thử cho anh em xem nè. Bao bán nha, cái này là giấy lịch nha. Đó. Thoải mái nha anh em ha. Anh em cần dùng thì liên hệ, cái này ngoài cái mỏ nè. Đây ha, ngoài mỏ nè. Đó. Rồi, kéo cành của Nhật 330 nha, kéo mã 2. Tiếp theo thì tới cây cạp. Cây cạp này thì 450. Đó, nó có túi là gì sẵn luôn. Hơi mẻ đây xíu. Mẹ anh giữa xíu
mà cạp là gì ok con lành nha, chữ nghĩa rồi gì còn ngon, tay còn sơn ghim rồi gì luôn đầy đủ ha, hơi mẻ tí xíu xíu à, dài có khoảng 16 á, rồi 16-17 á, rồi cạp 4,5 nha anh em, có chữ bộ sủi ha, sủi này 100 nó sủi dãy nước sơn vệ sinh rồi gì cạo gon rồi gì ha. Còn cái này là tách, ví dụ như tách keo gì đó, anh em muốn tách gì đó anh em tách nha. Rồi ok, 4 cái sủi 100 nha. Không có mã thôi, bỏ đi. Mũ khoan mã 1 nha anh em, 100k. Rồi có hai mũi gắn chân máy dít trực tiếp nha. Mũi này là mũi ba cạnh thôi, gẹp đầu khoan. Đó. Mũi này 24 nè, mũi lớn là 24. À, cạnh mũi còn cao ha. Mũi này 15. Mũi này 15 thì cái mũi này nhỏ hơn tí xíu, mới thể là 12, mũi này 12. Còn mũi này mũi nhỏ xíu luôn nè, mũi này 4 ly, chân máu dít nha. Rồi ok anh em dùng liên hệ em nha, mũi khoan mã 1, mũi khoan gỗ 100k. Thứ hai mũi khoan mã 2 nha. Rồi bữa nay em có một mớ mũi khoan này thôi ha. Mũi khoan mã 2 thì có mấy mũi nhỏ này có khoảng 2-3 ly á. Rồi lớn hơn nữa khoảng 4 ly, 5 ly ha. Đó, rồi mũi khoan giật hết toàn bộ. Có một cái mũi chân ngoán dít nè, mũi này khoảng 6-7 ly. Rồi, thì tất cả là mũi khoan nhật nha. Đó, 7, hôm nay em vệ sinh được mớ nè. Anh em có nhu cầu lấy thì lấy ha, này tắt máy hay tắt nè. Thì mũi lớn này nó tầm có khoảng mũi 13, 12, 13, 14 gì đó ha. Đó. Rồi, mũi này cũng vậy, từ 13, 12. Rồi mũi lớn hơn tí là 10. Trong đây em không biết là có mũi 8 không biết. Chắc có, mũi này chắc mũi 8 nè. Mũi này 9, 8, 9 gì đó. Rồi, 3 mũi nè ha. 4, 5, 6, 7 mũi ha. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14 mũi tổng cộng. 400k bao ship nha. Mũi khoan số 2 của hành sắt. Mũi khoan số 3 ha, thì 80. Mũi này thì là mũi nó mang hợp kim ngoài trước nè, để mình khoan tường nè, mũi khoan tường. À, 3 mũi, 4 mũi này đa năng hết nè. Đó, mũi nhỏ này có khoảng 3 ly mấy á. Rồi cái này thì khoảng 4 ly mấy ha. Còn mũi này là chắc 6 ly nè. Rồi. Mũi này 8 ly. 8 ly hoặc 10 ly. Không thước kẹp. Khỏi có khổng khổng đo luôn. 10 ly. Đó. Mười ly, 7 ly. 3 ly rưỡi. Này 5 ly. Rồi 80.000 4 mũi khoan đa năng ha, của Nhật, mũi khoan tường. Tiếp theo tới con đợi. Đội mới chát nha anh em, có tay quay đầy đủ luôn. Sơn ngon lành. Ha. Rồi 250. Đội này thì đội khoảng 800 cho tới 1 tấn bình thường nha. Còn cộng tốt ok nha. Nhẹ nhàng luôn, ti thẳng lên xuống gì ok các kiểu ha. 800 tới 1 tấn là khỏe nha, đội này dày nặng lắm nha anh em. 250. Có tay quay đầy đủ. Kéo cành lớn nè. 450. Đó. Tăng đưa ra. Rồi. 450 nha anh em. Dài ra ha. Rồi. Anh em xài liên hệ em ha. Cán nhôm cũng nhẹ vừa xài ha, lưỡi zin chưa có mài gì hết trơn luôn, không có thấy mẻ. Rồi ok nha anh em, 450 tăng đưa dài ngắn rồi gì tùy thích anh em. Kim cốt 108 nha, cái này bắt in Japan luôn. Lotter chuẩn dít Nhật, cái này anh em làm tủ điện bấm mấy em dây điều khiển cái gì ngon lắm nè.
bấm tới đầu chó gài tới đó nè, tới đây sát nè, bấm mạnh vô cái nữa thì bung ra, tự bung nha. Có lò xo đầy đủ 1.25 2 chấm là bấm thoải mái. Mở lết thôi, tắm rồi dơ lắm con. Mở lết nè, dầu nhớt không à. 450 nha, mít xu. Rồi lò xo vẫn nhảy bình thường, size 450. Găng cỏ ok ngon lành luôn. Đây. Anh em có nhu cầu xài liên hệ nha. Đó. Rồi chiếc xe tới búa nha. Hai cái đầu búa. Rồi cái búa này thì cũng tính như là đầu luôn đi, tại vì cái cán này thì em thấy chắc sử dụng không được bao lâu nữa ha. Nhưng mà cũng hên xui nha, ở ngoài gì chứ cửa trong thịt cũng chắc nịch à. Còn nêm nè. Rồi búa này búa trống nè, búa trống còn hắc nè. Để 1.3 nè. Rồi. Đó, hai cái búa này nữa, búa nhọn. Đối sĩ với búa đóng đinh. Đó. Rồi. 4 cây móc xay nha, móc xay dây chì 4 cây 200 nha anh em. 4 cây 200. Xài liên hệ em. Ngày nào xay cũng nhẹ hết trơn á ha. Đó. 4 cây móc xay dây chì 200. Tiếp theo tới cưa nha anh em. Cưa sắt cộng cưa sắt ONS nha, còn sáng nè, 100k. Tiếp theo cưa số 2 là cưa xếp, cưa cây nha. Rồi 200 SK11 Made in Japan nha. Lưỡi của nó đây. Rồi 200 nha anh em. Cưa 7 SK11 Made in Japan luôn ha. Cưa xếp. Cưa 3. Ba cây này, cây giật cành này với hai cây găng nhuyễn này ha. Rồi, ok. Ba cây 100k nha, cưa 3. Kìm số 1. 100k nha anh em, kìm số 1 100k. Kìm quạ, nấc nào ra nấc đó, hoạt động tốt, không bị nhảy cấp nha. Thương hiệu top. Size 250 nha anh em, găng cỏ cũng còn khá là ổn nha. Xài ngon lành. Mắt khách bên tay già. Kìm số 2. Kìm số 2 300. Kìm số 2 300 bộ này nha, anh em mua này nghe em nói ha. Một cây kìm cắt phui da nè, có lò xo tự bung ngon nè ha. Lưỡi có mẻ anh tí. Đó, anh em xài không phải là khách hàng khó tính thì xài cũng được nha. Rồi một cây ha, 300 bộ này nha. Một cây kìm nhọn ok nè. Cành cắt khít nè, mỏ nhọn thẳng ok nè. Một cây kìm cắt cạnh bên Mary nè. Cây này thì cái tay da cũng hơi dập dập mà cái lưỡi thì nó cũng hơi dập dập rồi, có sử dụng dập dập rồi ha. Đây. Nó có thoát hơi sáng đó ha. Rồi cái này giờ anh em vuốt lưỡi xương cái là sử dụng lại ha. Rồi tiếp theo cây này cái kìm điện TTC nha. Rồi cảnh cắt cũng còn khá ok nè. Đó, găng cỏ còn ok nha. Nó bộ này là 300 ha. Đó, trạng thái em có quay em có nói rõ ha. Rồi tiếp theo thì tới vít nè. Vít thì em bữa nay em có mới vít cán gỗ với có 1-2 cây cán nhựa gì đó ha. Đây, chắc có cây cán nhựa 150 nè. Bộ này 150 nha. Đây thì nó có một cây BH2 nè, cán gỗ nè, cây này thì dặn thôi, không có đóng nha. Còn cây này cây mũi nhọn nha, cây này cây mũi nhọn. Cây này thì cây vít trừ cán gỗ nè. Cây này vít tụ điếu ha, tụ điếu này chắc 8 ly, 7 8 ly gì đó. Rồi vít này BH1 nha, đầu còn tốt hết nha anh em, đóng được nè. Cái này BH2 đóng được luôn nè. Còn này một cây vít trừ nữa nè, cán gỗ, còn một cây vít BH2 này cán nhựa nha. Bộ này 150 nha anh em. Còn dũa nè. Em có bộ dũa này là 200. Dũa bản nè, dũa bản còn sáng mới nè. Rồi, dũa bản lớn nè, có cán nè. Dũa bản không phải xin lỗi, dũa lưỡi cưa lớn có cán nè, dũa lưỡi cưa nhỏ có cán luôn nha. Đây thì nó hơi mẻ găng đây xíu. Đó, ít thôi. Rồi dũa ăn nguyệt nè còn mới nè. Dũa ăn nguyệt nhỏ nữa nè. Thêm cái dũa ăn nguyệt nữa, cái dũa bản nhỏ xíu xíu. Rồi một cái dũa tròn ha. Đầu này dù lỗ được luôn. Bộ dũa này 200 nha anh em. Tiếp theo thì bán cho anh em một cái canh xe cho nó an toàn nha. Canh xe của Nhật dày dặn cứng cáp lắm nha anh em ha. Bỏ theo xe mình canh mấy cái dốc đèo rồi mình đậu mình sợ bị tụt thắng đó. Made in Japan luôn nha, dày cực kỳ. Rồi bỏ vô bánh xe chịu, đây là cứng khừ, khỏi chạy đâu hết nha. Xài xong xếp lại bỏ vô, rất là gọn nha. Chỉ có 150 thôi. Súng silicon số 1 nha. 100k nha. Đó, dày dặn ok, ngon lành ha, hoạt động tốt luôn. Đó. Rồi anh em xài thì liên hệ em. 100k nha.
Đó, súng silicon mã 1, súng silicon mã 2, sáng hơn ha, 120. Đó, hoạt động thì tốt, ok ngon lành ha. Đó, còn sáng nước sơn còn ngọt ha. Rồi, tiếp theo cần mã số 1, 70. Cái cần này là cái cần 3/8 nha, đầu nói 3/8 luôn nè, cây dài cây ngắn. Hoạt động thì hai chiều tốt nè. Đảo chiều nè. Ngon lành, chó nhảy ok bình thường nha. Rồi, 70 cần 1, 3/8. Tiếp theo cần 2 lại cần lực nha. Cái này dặn lực được thoải mái nha. Tay nắm thì nó có dân dân này, không có bị trượt được nè. Thương hiệu này là Ton nha, 1/2. Dao anh nha, chuẩn nhất nhật đồ gì đàng hoàng. Cần nước si khúc này còn sáng nè. Dưới này ủi xài nó chấp, nó nói, nó đập gì nè. Nhưng mà vẫn còn tốt nha, thẳng thóm. Miệng mồm ok, ngon lành, lắc quát lại ok ha. Bi nhảy bình thường. Đầu 1/2, 250 cái này nha. Đục gỗ ha anh em. Đục gỗ 470 nè. Đục gỗ 470 nha. Miệng mồm này thì em không có bao bén nha, tại cái lý do là em chỉ vệ sinh ra thôi. Vệ sinh ra, còn anh em xài bén không là anh em về anh em mài theo ý của anh em nha. Như cây này á thì kích thước của cái cây này nó được là 24, gần 24 á. Cái này lớn nè, cái này chắc 30 có chữ nha. Đó, hình thức thì ở đây em quay sao anh em nhận đúng cái trang vậy nè. 41 nè, 5. Rồi, cái này nhỏ 11 ly nè. Rồi, cái cây này thì mũi nó nhọn vậy nè. Thì cái bề bản này thì nó được 15 ly. Cái này thì dũng nha, dũng nhẹ nha, 6 ly. Dũng nhẹ 6 ly nè, quay anh em xem nè ha, dũng nhẹ 6 ly. Rồi, còn cái này mỏ xéo nè là 9 ly. Đó, còn cái này mỏ bằng bình thường 14 ly rưỡi. Đó, rồi ok, tiếp theo tới thước gốc nha. Thước gốc em bán cho anh em 250 nha anh em, bộ thước gốc này 250 nha. Đó, bộ thước gốc này 250. Đây, 250. Một cái cây thước gốc này là 30-15 ha. Hệ mili nha. Rồi, cái này thì 25 và 50. 25-50 thì ở đây em có được hai cây. Cũng là hệ mili luôn nha, 25-50. Đó. Rồi, cây này thì dày nè, bản dày hơn chút nè. Bản này mà lớn cũng dễ coi luôn, xin qua luôn nha. Cũng 50-25, cũng hệ mili luôn nha anh em. Đó, có số đỏ rồi gì đầy đủ ha. Đó. Rồi, ok, thước gốc 250 nè. Rồi, còn lại là có mấy cây đèn pin nè. Đó, anh em nào có nhu cầu thì mua về dọc dạch chế cháo rồi gì á ha. Rồi sửa sang rồi về vệ sinh lại nha. Mấy cây này thì em chưa có vệ sinh. Em chưa có vệ sinh ha. Bán thanh lý 160 đống này nè. 160 nguyên đống này nè ha. Đó, hết trơn cái đống đèn pin này về anh em ngâm cứu nha. Japan nè, Fujitsu nè. Này National nè. Này mất bóng nè, này có bóng nè. Đó. Rồi, cái này thì không có thấy hiệu nè. Cái này cũng khá cổ nè, coi National nè. Đó, National nè. Coi hai cái này có bóng không. Hai cái này có bóng đủ hết nè. Cái này bể giá trước nè. Rồi, cái này có bóng này đủ nè. National nữa nè. Cái này không có hiệu nè. Cái này thì có chữ nè. Này gì đây, Japan. Rồi có bóng, này bể mặt chớ có bóng luôn nha. Đó, rubber gì nè, rubber gì đó. Rồi ok, 2 cây, 4 cây, 6 cây, 8 cây tổng cộng nha, 8 cây tổng cộng 160. Cái cân này em bán 200 nè, cho anh em về đo mỡ máu nè. 200 nha. Mỡ máu, cây này mới, con bọc luôn, con hộp luôn. Mới chát 200. Có pin luôn hay gì, có pin luôn. Toshiba sản xuất China nghe, thương hiệu âm rong xuất Nhật xài nha. Đó, anh em biết trọng lượng của mình, chiều cao gì đó thì nhập vô nè. Rồi xong rồi mình bóp tay nè, đứng thẳng người, hai tay đưa ra vuông góc ha, là nó sẽ thông báo thông số của mình. Mình ở đây mình cài đặt nè, ví dụ như này là số người nè, cho 9 người tối đa nè. Mình chọn số 1 đi, nhấn nút này nút giữa là set nha. Rồi giờ mình chọn số 1 giữa set nha. Này nhiêu ký, anh em nhiêu ký nhập vô 70 ký đây ha. 70 ký set cái qua đây chiều cao.
mét 77 78 ha, nhiêu tuổi? 60 tuổi. Nam, nhấn cái nữa thành nữ, nam đi ha. Rồi xét xong hết rồi là bắt đầu anh em nhấn nút vàng nha. Nè, xét xong hết nhấn nút vàng nó hiển thị ra cái này ha. Bắt đầu anh em đưa tay bóp nha. Cái này thì tư thế em ngồi thì nó cũng không biết là nó có chạy ha, chính xác không, nhưng mà để coi coi. Bóp thì đảm bảo tay tiếp xúc tốt ha, trên dưới, rồi nó chạy hết cái lằn gạch đó, nó sẽ hiển thị ra số mình xem ha. Đó, dư 4,1 kg vậy nè, lượng mỡ thừa 5.6 vậy nè ha. Thì cái này thông số mình tham khảo nha. Rồi anh em có nhu cầu đo mỡ máu, mỡ thừa cơ thể cứ việc liên hệ nha, cân kiểm tra sức khỏe 200k hả, còn mới chát luôn, trong hộp luôn ha, hoạt động tốt. Tiếp theo thì em bán tới pin nha, pin sạc 2A 300k hộp này nha, bao ship Made in Japan luôn nha anh em, dung lượng 1009, sạc đi sạc lại rất là nhiều lần nha, pin còn cầm tốt đó, còn mới nguyên trong hộp luôn, nhưng mà hàng này hàng thanh lý bên siêu thị ha Nhật. Anh em có nhu cầu thì cứ việc liên hệ thôi. Pin 2A này thì anh em gắn máy đồ áp được nè, rồi gắn mic karaoke đi vậy anh em hát, hát thoải mái mấy tiếng hồ liền luôn. 300k một hộp, 4 viên gì thôi, được bao ship luôn tới giường ha. Rồi pin số 2 nha, 330, bao ship luôn, dung lượng 2000 nè. Đó, cũng vậy luôn, Panasonic ha, Made in Japan đầy đủ ha. Rồi pin dung lượng còn cầm tốt, xài ngon lành, còn nguyên trong hộp nha, giá là 330 bao ship. Cục sạc pin nha anh em, sạc pin này á là có đèn báo đây, sạc nhanh nha, mỗi lần sạc được 2 viên, bật ra hình kim điện không xài mình xíu cho gọn thôi, sử dụng được điện 220W luôn, sang vô. Sạc này sản xuất tại China nha anh em. Tiếp theo thì tới máy số 1 nha, sử dụng điện 100W nha anh em. Máy số 1 này anh em xài điện 100W ha, dây nhợ gì ok, nguyên zin, dây mềm cực kỳ luôn. Dây mềm cực kỳ ngon lành ha, dây nguyên zin luôn. Rồi anh em sử dụng thì cứ việc liên hệ. Máy này á là máy máy cắt mà nó đảo lưỡi nè, gọi là máy ốc rảnh á, Hitachi nha. Cái lưỡi này anh em chỉnh góc độ được nè, lưỡi này thì mang hộp kem cũng có mẻ 1-2 lưỡi nhưng mà còn hoạt động tốt nha. Rồi chạy thử cho anh em xem luôn, tay cầm ở đây nha, đó điện test cho anh em nha. Chạy ok nha anh em. Cái con này thì nâng hạ góc độ rồi về được nè, con này nâng hạ lên xuống góc độ ha. Rồi mở cái ốc này ra trước sau thì anh em tăng đưa cái cử nè, anh em tăng đưa cái cử ra vô ha. Rồi chạy tốt ok ngon lành, lưỡi thì mình chỉnh cái độ đảo được nè ha. Rồi sử dụng điện 100W giùm em nha, 550, thương hiệu Hitachi, dây zin nguyên bản nha, mềm. Tiếp theo tới máy số 2, con máy này máy Makita chính hãng nha. Rồi bảo hành cho anh em là 6 tháng, 2 cấp tốc độ nhanh chậm đây, khoan thường, khoan cấp trượt, 16 cấp trượt và cấp khoan búa nha, khoan búa, khoan tường đó. Đầu kẹp thì Atulock 13 ly, hoạt động tốt nha anh em. Tem zin chính hãng nè, bảo hành cho anh em 6 tháng, anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ em. Động cơ có than nha, mã là DHB453, đóng pin gì đó thì cứ việc liên hệ em nha, ở đây pin sạc rồi gì đầy đủ hết. Em nhận đóng pin Samsung 25G hoặc là VTC6. Rồi tiếp theo máy số 3, 1,2 triệu, con này thì máy mài 18V nha, máy mài 18V, than đồ gì đầy đủ ngon lành, kiểm tra ngon lành hết rồi nha anh em, 1,2 triệu nha. Này thì anh em sử dụng lưỡi đá là 100mm ha. Rồi em test máy chạy cho anh em xem luôn, gắn vô là phải đèn chớp nha, mạch rồi gì hoạt động tốt thì đèn nó mới chớp được nha, máy chạy êm lắm nha anh em. Đó, em kiểm tra vô dầu mỡ thì ngon lành hết rồi, 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu bao xếp cho anh em nha. Tiếp theo máy số 4, máy số 4 thì 14.4 nha, máy số 4 14.4, con này thì em chưa vệ sinh, bán cho anh em 1 triệu nè ha. Rồi máy than này ok ngon lành hết, cái này thì đá 100mm, máy chạy cũng cực kỳ êm luôn, anh em xài là gì lặt vặt gia đình nhỏ nhẹ ngon lành. Thì máy này anh em gắn vô nó vẫn chớp đèn nha, đây dẫn vô vẫn chấp đèn, mạch chạy ok ngon lành, mấy chóp đèn nha. Em test thử cho anh em, ví dụ như mình cắt đi rồi nó hết pin là máy dừng, mình quên bật công tắc đi, em giả lập nha,
mình quên tắt công tắc rồi mình rút cục pin ra, xong rồi mình gắn cục pin vô cho dù trạng thái nó vẫn còn đang chạy nha, là nó không chạy ha, nó không chạy. Khi nào anh em tắt đi rồi anh em mở lên lại nó mới chạy. Cái đó là còn mạch nó mới có tính năng đó nha, còn anh em đấu trực tiếp qua cò hư mạch rồi gì là nó không có tính năng, nó mất tính năng đó nha. Rồi cái máy này thì em bán cho anh em 1 triệu nha, máy mài 4.4 triệu Makita nha. Tiếp theo máy 5 là 1.5 triệu, con này máy 5.5 triệu là con này thân máy Milwaukee của Mỹ, 3 chức năng luôn. Con này thì rút lõi làm điện lạnh là ngon lành khỏe nha, bắn vít có cấp trượt 24 cấp trượt, khoan thường và khoan búa ha, 3 chức năng luôn. Con này là 2704 của Mỹ, đầu kẹp autolock 13 ly, ngon lành nha. Đó, máy này thì cực kỳ khỏe rồi, mã Mỹ cũ nhưng còn dùng rất là tốt nha. Đó, 1.5 triệu thân máy, còn anh em có nhu cầu đóng pin gì đó thì cứ việc liên hệ. Đầu cổ không có gơ lắc tí nào luôn nha anh em, 1.5 triệu nha, động cơ không chở than nha. Con này thì máy mới Milwaukee luôn, cũng thương hiệu của Mỹ nha. Đó, rồi con này là 2902 18V luôn nha. Em cũng có đóng pin mấy con này hết, anh em có nhu cầu xài thì cứ việc em tư vấn, em IP em từ em tư vấn cụ thể luôn. Khoan búa có 18 cấp trượt và 1 cấp khoan thường, cấp khoan búa nha, 3 chức năng luôn. Máy 6 1.8 triệu, động cơ cũng không chở than, máy mới chầm chầm nha, bảo hành cho anh em là 3 tháng nha, giá là 1.8 triệu, thân máy nha. Đóng pin sạc thì em báo thêm ha, tùy theo dung lượng, tùy theo sạc gì ha. Rồi ok, tiếp theo tới cái bếp từ nha. Bếp từ thì em bán cho anh em 900. Bếp từ em bán 900 nha anh em ha. Anh em có nhu cầu xài thì cứ việc liên hệ. Bếp từ thì hoạt động tốt, mọi tính năng nati nha ha. Đó, bếp từ thì ở đây em bán ra bảo hành cho anh em 3 tháng nha. Rồi, hoạt động tốt ok, ngon lành hết, tăng giảm nhiệt độ ok ha. Nó báo không có nồi nha anh em chứ không có gì hết trơn ha. Nút này nút tắt. Này chế độ chiên xào. Chỉnh nhiệt độ cũng ok luôn. Còn chế độ này anh em mới hẹn giờ được nè, giờ phút nè. Đó. Rồi, này là chế độ giờ mà anh em không xài thì xóa thời gian. Rồi ok nha, bếp thì hoạt động ok full mọi tính năng hết ha. Nè, báo có nồi nè, báo là không có nồi đó. Còn ngoài ra là ok, ngon lành hết mọi tính năng nha, bao cho anh em sử dụng. Cái công suất của nó là 1.400 nha, giá bán 900 dây gin theo máy luôn nha. Dây bãi gin theo máy luôn ha. Rồi, 2004 là năm sản xuất đó, 1.400. Bếp thì còn nguyên, không bể dở gì hết trơn nha, bao dùng đó, bao tới tay anh em nguyên dành lành luôn. 900 quạt gió thì em bán điện 100V nha, giá là 2 triệu cái này nha anh em. Con này thương hiệu là Toshiba, 4 cánh, gió dữ dằn luôn nha, gió mát ngon lành luôn. 3 cấp tốc độ số là nó gõ gạch đàng hoàng. Cái phần này là cái phần lồng xi của nó nè, còn sáng ha, lồng xi còn sáng, logo cũng vậy luôn, cũng còn sáng. Cánh là cánh xanh lá nha. Cái quạt này á, là đồng hồ hẹn giờ là 120 phút nha anh em ha. Đó, tem nhôm một ok, ngon lành ha. Quạt đã vệ sinh sạch sẽ, chùi bóng trong ngoài ngon lành hết, hoạt động full tính năng ha. Hoạt động full tính năng, đồng hồ rồi về chạy ok, ngon lành hết ha. Đó, em sẽ quay hết, lấy hết cái khung cảnh quạt cho anh em xem. Đây số 1 nha. Đi qua 220. Quạt thì sử dụng điện 100W nha anh em ha. Rồi, hoạt động tốt nha, số 1 nè. Đó, gió mát ok, ngon lành nha. Cái này em bán điện gin là 100W, anh em lên điện thì thêm cho em 200k nha. Đó, cảm ơn anh em ha. Đó, cánh quạt anh em xem, quạt rất là chuẩn nha. Rồi, đảo thì anh em nhấn phía sau đít nè, đảo. Đó, tăng đưa lên xuống được nha. Cái này em đang tăng đưa hết mức của nó là 90cm đó. Anh em hạ xuống được ha, số 2 nè. Cấp độ gió là nó gõ gạt hết nha anh em, cấp độ gió là nó gõ gạt hết. Rồi, cấp 3 nha. Anh em thấy quạt rất là êm nha. Anh em quạt buổi tối nó sẽ không có tiếng động nhiều để mà gây ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh em đâu, nó quạt rất là êm. Đó. Quạt thì em bao cho anh em là zin nguyên bản nha. Đó. Quạt em sẽ bao cho anh em là zin nguyên bản. Hoạt động tốt. Gió mát chạy êm, đồng hồ là em bao cho anh em là hoạt động luôn nha. Đó, up-down hoạt động là hoạt động thiệt đàng hoàng nha, tức là anh em chỉnh giờ nó chạy đàng hoàng. Đó. Em bao hết trơn luôn á. Rồi, anh em chỉ việc là mua về sử dụng thôi, nếu như lên điện thì cứ việc báo em lên điện 220 thôi. Còn nếu như để nguyên thì để nguyên ha. Quạt rất là êm. Rồi quay gần cận cảnh lại cho anh em xem nha.
rồi tắt cho thả chớm cả nha anh em. Đó, cánh cốt rồi vậy là em kiểm tra vô dầu nhớt rồi gì ngon lành hết, không có bó cốt bó bạc mà nặng chì nha. Đó, chớm rồi gì tắt rồi nó chạy cũng rất là lâu nha, cánh chuẩn cực kỳ nha anh em, bốn cánh nó múc gió ngon lành luôn, quạt Toshiba. Đó, gáo ngoài sau nè nguyên lành, cổ cũng vậy nha. Đó, thân nè, nói chung là quạt ở đây em bán có sao thì em quay cho anh em coi rất là rõ nha, báo cho anh em rất là kỹ. Đó, đó tem phía dưới nè, cận cảnh là gì cho anh em xem các kiểu luôn. Tem nhôm mà còn lấp lánh luôn nha. Rồi ok, xong phần quạt ha, giờ tới phần bếp ga. Thì tới phần bếp ga ha. Rồi ok, bếp ga thì ở đây em sẽ bán cái bếp ga số 2 trước đi, tại đang cắm ga trong bếp ga số 2. Cái nắp trên của cái bếp này đâu rồi ha? Ok anh em, bây giờ em sẽ quay cho anh em xem con bếp này là con bếp ga Nhật ha, Kinai đời 2016. Đó, hình thức thì nó đã qua sử dụng nha, ở đây thì em vệ sinh rồi gì sạch sẽ. Đó, đó, test. Đó, đầy đủ hết mọi tính năng, dọn test đầy đủ hết. Con này thì em bán 1.9 triệu nha, bảo hành cho anh em là 12 tháng. Mặt trên này là mặt men, mặt men, mặt men thì sau vận chuyển rồi gì quá trình sử dụng thì nó cũng có mẻ quen chút đỉnh nè, ít lắm nha, nó mẻ như vậy là rất là ít rồi nha anh em. Hai cái lỗ này nó chỉ nhỏ xíu xíu thôi, nó nhỏ hơn cái đầu đũa ăn nữa nha. Đó, cạnh hông cạnh bên đây là năm sản xuất 2016 nè, tháng 5 2016 nè nha, tem tiết rồi gì nè ha. Đó rồi, này là núm xay, anh em xài rất là dễ dàng thôi. Ốc ác rồi gì thì em sẽ bắt đầy đủ cho anh em, tại đây em quay cho anh em xem ha. Rồi anh em tí xíu nữa em sẽ dở lên bên trong cho anh em xem luôn cho nó cụ thể. Đó, lửa thì xanh, đó hoạt động tốt, không có bị đen đít nồi đá nồi gì hết trơn á, xài ngon lành, cảm biến sensor thì hoạt động ok hết toàn bộ. Đó, lò nướng rồi gì, nói chung là cái con núm xay này á là anh em chỉnh lửa nó rất là ngon, kể cả lò nấu và lò nướng thì anh em chỉnh rất là ngon, không có ngại cái vấn đề mà chỉnh nó ít như cái nút nhấn. Cái phần này là phần khay, phần này là phần khay nướng. Đó, lửa nè, đó lửa này ha, em phải chỉnh lửa chỗ cái lò nướng nó nhỏ lại cho nên xe nó rút lên nè. Đó nè, nó rút lên nè. Đó, nhỏ nè. Đó, lớn nè. Rồi, ở trên này cũng vậy luôn, ở trên này thì anh em chỉnh nhỏ lớn là gì cũng thoải mái y gan vậy luôn nha. Nhỏ nè, đó lớn nè, bên đây cũng vậy nha, nhỏ nè, lớn nè. Đó, rất là ngon. Nói chung là núm xay thì anh em hoạt động ok, ngon lành hết. Thì con này em sẽ test cái tính năng là cạn đáy nồi nó sẽ tắt lửa phá ra cho anh em xem luôn nha. Nó em test trên này luôn, anh em nào có Zalo thì em gửi Zalo, và anh em nào không có sử dụng, người lớn tuổi chú bác nào đó không có sử dụng Zalo thì cứ xem trực tiếp trên đây. Lửa thì xanh nè, bao xanh ha, nấu cạn đáy nồi đít nồi ha, hoặc là anh em đặt nồi cơm lên anh em nấu đi, nó chín cơm là tự động nó sẽ tắt thôi, không bao giờ mà để cho cháy khét đen hết trơn nguyên cái nồi cơm nha. Đó, bây giờ em test thực tế là một cái miếng nhôm để lên nấu giống như là cho nó cạn cái đáy nồi xuống để coi nó tắt hay không nha. Đó rồi, anh em theo dõi ha. Em nhắc lại bếp này em bán chỉ có 1.9 triệu nha anh em ha, 1.9 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 12 tháng, tặng cho anh em một cặp pin Bana mới cho anh em sử dụng, lợp lưới chống chuột phía dưới để cho chuột vô đừng cắn phá dây điện, là lưới chất liệu của nó là bằng inox nha, chất liệu là bằng inox luôn. Con này thì nó đang nóng là nó đã hạ nhiệt độ xuống rồi nè nha anh em, rồi nó dò tiếp tục, nếu như mà nhiệt độ vẫn giữ cao nữa thì nó sẽ tắt lửa khóa ga nha. Anh em theo dõi giúp em ha,
em hoàn toàn không tác động gì tới bếp nha. Nói chung là bếp Nhật anh em nào đã biết á, thì có thể là xem hoặc là có thể là cho qua. Còn ví dụ như anh em nào chưa từng sử dụng bếp Nhật thì ở đây em đang giới thiệu tính năng của bếp cho anh em nghe ha. Và nó sử dụng rất là an toàn, mình có thể đầu tư một cái chiếc bếp như vậy cho gia đình của mình sử dụng nha. Đảm bảo an toàn, tiết kiệm ga nha. Nếu như mà so với bếp của mình ở đây đang sử dụng đó thì nó sẽ tiết kiệm ga hơn so với bếp này thì là khoảng là 30-40% ha. Thì theo cái loại bếp nha, đây tắt lửa phá ga nè. Im ru rồi đó ha anh em, nó báo đèn bên này nè. Đó là nó đã hoàn thành cái sensor của nó là nó báo nhiệt độ cao và tắt lửa phá ga nha. Tiếp tục thì em nhờ cái sức nóng, em nhờ cái sức nóng của cái miếng này đang có để em đem qua bên cái lò bên này em test cho nó nhanh nha. Và bây giờ lửa đang lớn maximum nè, thì đem cái miếng này nóng qua thì nó sẽ hạ lửa liền thôi ha, nó sẽ hạ lửa nhanh chóng thôi. Đó, em đang test lửa của cái sensor cảm biến là chống nó cạn đáy nồi, nó sẽ tắt lửa tự lên đó nha. Bây giờ anh em muốn bật cái bếp bên đây lại thì anh em chỉ việc tắt và mở lên thôi. Đó, con này thì nó hạ lửa đó nha anh em ha. Cái miếng nhôm nó vẫn còn nóng thì nó nhận nhiệt độ cao, nó hạ lửa ha. Và anh em theo dõi luôn rồi nó tắt lửa phá ga như thế nào nha. Đó, anh em thấy không, tắt cái bật báo đèn lên liền ha. Rồi, bếp hoạt động ok, ngon lành, giá 1.9 triệu, bảo hành cho anh em 12 tháng toàn diện nha, bao ship cho anh em luôn, tới nơi anh em chỉ trả đúng tiền thôi. Rồi, còn cái lập lưới thì bếp em bán ra thì lập lưới tặng phi miễn phí rồi, lưới là lưới inox đàng hoàng luôn, chống rỉ sét. Rồi, còn pin thì em tặng cho cặp pin Bana như gì nè, cặp pin mới nha. 1.9 triệu, anh em có nhu cầu đầu tư cho người nhà, người thân, bố mẹ, gia đình mình sử dụng ha, an toàn, tiết kiệm ga, phòng chống cháy nổ. Rồi, ok. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu tiếp cho anh em là một cái con bếp nhỏ gọn, cũng là bếp Nhật luôn, nhưng mà sử dụng cho nấu nướng đường phố mua bán, hoặc là anh em ở trọ, học sinh, sinh viên ở trọ kiếm một cái bếp như thế này. Mình sẽ nấu để mà mình ăn uống rất là gọn nha. Mình quay qua này để cho nó tới dây, dây nó hơi ngắn. Đây. Đó. Thì cái con bếp này là mã bếp của nó là số 2 giùm em. Mã bếp số 1 chứ hôm nãy bếp số 2. Rồi bếp này á thì là bếp Ginai luôn nha anh em. Đó. Chén họng rồi vậy nè, nó gọn thôi, nó giống như là một cái chiếc bếp ga mini của mình ở đây vậy đó, mà nó gọn hơn chiếc bếp ga mini đó nữa. Mà nấu nướng đường phố gió máy rồi gì là nó cháy thoải mái nha. Cháy thoải mái. Rồi. Nó có cái con cảm biến động đây nè. Khi mà anh em đánh lửa nó không cháy lên được, hoặc là làm như thế nào anh em nấu nước tràn xuống nó tắt hay là sao đó thì nó tự động khóa ga nha, tự động khóa ga. Bếp này ha là mini, nhỏ gọn, dễ sử dụng. Đó, nhưng mà sử dụng bình ga lớn nha, cắm bình ga lớn vô đây nè. Dễ xài đó anh em. Gọn lắm. Anh em khỏi cần xài bếp ga nhỏ mini mà bơm ga lon đâu. Nó rất là nguy hiểm nha. Cháy nổ thường xuyên luôn á. Bây giờ em sẽ test cái bếp này cho anh em xem nè. Đó, lửa xanh ok, ngon lành, nấu tiết kiệm ga, anh em chỉnh lửa thoải mái luôn. Cái núm xay này nó không cần pin cần gì hết nha. Đó, giới thiệu cho anh em một cái chiếc bếp mini này nè. Đó, người thân gia đình mình ở trọ hoặc là con gái đi học ở trọ ở xa mà mình sợ nó bơm ga đồ gì đó, nó rất là nguy hiểm. Bơm ga mini nó rất là nguy hiểm. Bình cũ bình mới đủ thứ hết ha. Còn cái này mình chỉ thảy cho nó bình ga này, nó xài mấy tháng trời ha. Rồi là an toàn thôi. Đó, chỉnh nhỏ lửa nè, lớn lửa nè nghe anh em. Đó, xanh lửa ok, ngon lành hết, hoạt động là full. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ việc liên hệ em. Giá bán bếp ga ga mini này thì 1 triệu, xài 4 năm có thể là dư luôn, đem về nhà cũng xài được nữa.
Nói chung chất lượng của mấy chiếc bếp này thì nó rất là bền bỉ nha anh em, rất là bền bỉ. Đó, mình xài mấy năm trời cho con đi học thì về nhà mình còn sử dụng được, nó quá trời luôn rồi ha. Đó, bếp rất là bền nha, bếp rất là bền. Đồ đạc rồi thiết kế rồi gì, rất là ngon lành ha. Thì em giới thiệu cho anh em vậy, anh em thấy ưng ý, có nhu cầu mua cứ việc điện thoại trực tiếp với em qua số điện thoại là 0335 172 445, Zalo cũng là số trên, kết nối để nhận thêm hình ảnh rồi gì chi tiết sản phẩm hoặc là được tư vấn cụ thể thêm ha. Em xin chân thành cảm ơn. Thì bếp ga xong thì anh em có sản phẩm là đồng hồ nữa nha. Đồng hồ thì anh em có hai chiếc đồng hồ, cái đồng hồ này số 1 nè, con này thì thương hiệu là Senco đó, sử dụng là đồng hồ sóng radio đó. Rồi đó, đồng hồ sóng radio thì anh em có nhu cầu mua thì kết nối Zalo, em sẽ hướng dẫn cho anh em cách chỉnh giờ ha. Đó, hoạt động thì đúng giờ, chuẩn giờ, chính xác hết đó. Rồi có một cái quả tiết mà nó lắc nhẹ nhàng gì nè, anh em xem cũng rất là vui. Và âm thanh này là âm thanh hi-fi, còn tem ha, còn tem của sản phẩm trong đây sẽ có 6 bài nhạc, giá này giá bán ở bên Nhật. Để em test cho anh em nghe cái nhạc nha, đến giờ thì nó sẽ chơi nhạc nha. Âm thanh hi-fi nghe thì nó rất là trong và hay. Ví dụ như 5 giờ đúng thì nó sẽ chơi nhạc một lần, 6 giờ đúng nó chơi nhạc một lần. Khi mà anh em tắt đèn ban đêm anh em đi ngủ á, thì có cầm con cảm biến đây thì nó sẽ tự động nhận là nó tắt đèn gọi hết rồi, tới hù là nó sẽ không đờn nữa nha. Tới sáng có ánh sáng mặt trời hoặc anh em mở đèn lên thì nó đờn. Vậy thôi, anh em cứ yên tâm về cái giấc ngủ của anh em ha. Và anh em cũng có thể chỉnh âm thanh lớn nhỏ được luôn. Đó, anh em treo phòng người gì cũng thích hợp nha nè ha. Đó là đồng hồ số 1 nha, thương hiệu là Senco. Tiếp theo đồng hồ số 2 này em bán 1,4 triệu. Con này thì Citizen, anh em treo phòng khách người gì cũng rất là ngon nha. Tại vì cái đồng hồ này là nó dài ha, đó, nó dài, nó lớn hơn con này. Đó, ok ha. Thì quả tiết người gì cũng rất là đẹp. Có những cái viên pha lê chấm bi thì 4 điểm nhấn ở đây. Kính này kính qua văn ha, kính ghim, kính qua văn của nó sẵn ha. Quả tiết lắc thì lắc cũng rất là nhẹ nhàng luôn, đầm thấm luôn nha anh em ha. Nước xi bên những cái con pha lê này cũng còn rất là đẹp luôn. Anh em xem, nó có ánh sáng thì nó sẽ lấp lánh cái màu ha. Rồi, tiếp theo thì đồng hồ kim trôi. Đó, sóng cũng sóng radio nha. Đó, anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ, thì em sẽ test nhạc cái đồng hồ này cho anh em nghe. Âm thanh to rõ, trong trẻo, hoạt động tốt, đúng giờ, đến giờ chơi nhạc nha anh em. Đó, trên cũng có viên hoa lê lấp lánh nha. Rồi em bán 1,4 triệu ha, bao ship toàn quốc cho anh em nha. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ việc liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0335 172 445 hoặc là Zalo số trên. Em tên Sơn, xin chân thành cảm ơn, kính chúc tất cả mọi người sức khỏe. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip tiếp theo. Em xin thân ái kính chào.